sự việc anh Hoàng Tùng trú tại thành phố Hà Nội có tài khoản mạng xã hội tên Tùng Bi đăng bài viết kèm clip về việc anh đặt mua chiếc điện thoại iPhone 16 Pro Max trên cửa hàng Apple Store Online được công ty gia hạn tiết kiệm vận chuyển. Khi mở gói hàng thì phát hiện đơn hàng này có dấu hiệu bị tháo mở, khiến dư luận xôn xao. Anh Hoàng Tùng thông tin vào trưa ngày 21 tháng 10, phía Apple và gia hạn tiết kiệm đã liên hệ với anh để xin lỗi về sự cố đáng tiếc khi trải nghiệm dịch vụ của họ. Apple xác nhận tình trạng sự cố và giao vận Hãng chấp nhận yêu cầu thay thế máy mới. Anh Tùng cho biết, sản phẩm mới đã được lên đơn vào sáng ngày 21 tháng 10. Tuy nhiên, vì tình trạng khan hiếm, sản phẩm được hẹn ngày giao sớm nhất sau 10 ngày nữa. Ngoài ra, để đền mua thiệt hại, Apple Store tặng thêm phiếu giảm giá 1 triệu đồng để người mua mua sản phẩm khác. Tuy nhiên, do thời gian giao máy khá chậm trễ, khoảng từ mùng 1 tháng 11 đến ngày mùng 6 tháng 11 năm 2024, khiến anh Tùng khá thất vọng. Trong khi đó, đại diện công ty gia Hạn tiết kiệm cho biết, sau khi nắm được thông tin doanh nghiệp đã làm việc với Apple để đảm bảo quyền lợi của người mua, ông Hoàng Tùng sẽ nhận được sản phẩm thay thế trong thời gian sớm nhất. Gia Hạn tiết kiệm là đối tác vận chuyển duy nhất của Apple tại Việt Nam, phụ trách xử lý đơn hàng gửi đến khách hàng nêu trên. Hiện tại, với trường hợp kết luận về nguyên nhân khiến chất iPhone 16 Pro max bị thất lạc, theo dữ liệu tra cứu từ số Serial, sản phẩm là được Sản phẩm đã được kích hoạt lần đầu vào ngày 17 tháng 10. Trước khi ra máy 2 ngày, tình trạng đơn hàng Apple cung cấp cho thấy thiết bị vẫn ở kho phía Nam vào thời điểm nói trên. Hôm qua ngày 20 tháng 10, một xe tải chở xăm cỗ bất ngờ lật nghiêng trên phường Quang Trung đè lên xe máy chạy bên cạnh khiến người đàn ông đi xe máy chở hai cháu bé 9 tuổi tử vong. Khoảng hơn 10 giờ trưa ngày 20 tháng 10, tài xế Nguyễn Minh Tâm, 34 tuổi, lái ô tô tải chở răm cổ trên quốc lộ 1D hướng từ Nam ra Bắc. Khi tới ngã năm Tây Sơn, Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, ô tô ôm cua vòng xoay bất ngờ lật nghiêng đè lên xe máy chạy bên cạnh. Sự cố khiến một chiến sĩ thuộc đơn vị quân đội đóng ở địa bàn chạy chở hai cháu trai tử vong. Xe máy của cặp vợ chồng, bố mẹ một trong hai cháu bé chạy gần đó bị đống nguyên liệu gỗ đè lên. Người vợ sau khi thoát ra thì hay tin con mình bị tai nạn đã ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bình Định đã điều động 17 cán bộ chiến sĩ cùng hai xe chuyên dụng tới hiện trường. Sau gần 30 phút, thùng ô tô được xe cầu nâng lên để đưa nạn nhân ra ngoài. Công an tỉnh Bình Định cho biết, qua kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế xe tải chở gỗ răm trong vụ lật xe ở thành phố Quy Nhơn, khiến ba người tử vong thì cho thấy kết quả âm tính. Sau khi nhận được thông tin có đoàn thanh niên hẹn nhau qua mạng xã hội để đua xe máy lên tỉnh, ngay trong đêm hơn 30 cảnh sát tỉnh Tiền Giang đã hóa trang mật phục bắt nhóm thanh niên này. Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ được 26 thanh niên, nam nữ tham gia đua xe tại thị xã Cai Lậy. Đêm qua nhận được thông tin có đoàn xe máy hơn 35 chiếc từ thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre đang dồ ga lạng lách trên quốc lộ 1 hướng về miền Tây, khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Hơn 30 cảnh sát hình sự cơ động giao thông công an tỉnh Tiền Giang đã mật phục hóa trang, lập nhiều chốt chặn trên quốc lộ để đón lõng nhóm đua xe. Cho đến 23 giờ 30 phút, khi nhóm thanh niên đang làm xiếc trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Tân Hội thì bị cảnh sát chốt chặn quốc lộ khống chế. Nhiều thanh niên lao xe lên lề đường vứt xe bỏ chạy nhưng vẫn không thoát. Cảnh sát đã tạm giữ 21 chiếc xe máy đã được thay đổi về kết cấu hình dáng. Qua làm việc, nhóm này khai nhận trước đó đã hẹn nhau qua mạng xã hội để tụ tập thành đoàn đua xe về thành phố Cần Thơ. Xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn đang thay đổi thói quen sử dụng rượu bia, từng bước xây dựng văn hóa giao thông, đã uống rượu bia thì không lái xe. Quyết liệt là vậy, nhưng trong số những trường hợp được phát hiện xử lý, có không ít các cán bộ công chức nhà nước vi phạm nồng độ cồn. Để giải quyết tình trạng này, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan xử lý nghiêm nếu có cán bộ công chức vi phạm nồng độ cồn khi lái xe hoặc không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Mali Phước, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Bình Phước, bị tuyên phạt 15 tháng tù do lái xe tông chết người khi điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn đáng nói trước đó, phước cũng đã bị xử phạt 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng cũng vì hành vi vi phạm nồng độ cồn này. Đây chỉ là một trong số hàng ngàn đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn trong thời gian qua. Có cái chế tài mà xử nặng hơn. Vì sao? Vì là, anh nghĩ là những cái người đấy để để làm cái tấm gương thôi, để cho những người dân người ta nói theo, đó. cần phải càng nặng càng tốt. Chốt kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Người vi phạm phân trần trước đó có sử dụng rượu bia do chủ quan nghĩ nhà gần nên đã điều khiển phương tiện. Sau lần này là mình rút kinh nghiệm là mình không điều khiển phương tiện. Dạ. À. Giờ nói cho tôi khó lắm. Nhiều khi công việc nó mà gấp thì kể cả uống thì vẫn phải đi. Thì công việc nó sẵn sẵn uống từ sáng thì chưa anh bắt đầu anh mới đi vào anh làm anh nghĩ là từ sáng thì có non bia thì... sử dụng rượu bia ngay trong cái giờ hành chính ngay tại những cơ quan hoặc là các đồng chí trông nữa người ta sử dụng rượu bia rồi lăn nữa người ta đi điều khiển phương tiện hoặc là trông người ta đã sử dụng rượu bia mà người ta vẫn lên phương tiện để điều khiển thì khi đó là các đồng chí vẫn không nhắc nhở là cả đây trách nhiệm trực tiếp trực tiếp còn những trường hợp mà các đồng chí lại uống rượu bia ở nơi khác xong rồi lại điều khiển phương tiện ở nơi khác, đồng chí thủ trưởng không biết được, thì cái đấy là cũng phải có chịu trách nhiệm lên đới thôi. Tính riêng trong năm 2023 và quý 1 năm 2024, lực lượng công an toàn quốc đã kiểm tra xử lý vi phạm hành chính và xác minh gửi thông báo về cơ quan đơn vị, quản lý đối với trên 7.600 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn. Tôi sẽ xác minh về cái nghề nghiệp xem có phải là cán bộ công chức đảng viên theo cái chỉ thị số 35 hay không để gửi thông báo xử lý về các trường hợp này. Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương trong quá trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không có sự can thiệp của cán bộ chiến sĩ vào cái việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng lãnh đạo bộ thì sẽ kiên quyết xem xét xử lý trách nhiệm đối với thủ trưởng người đứng đầu đơn vị khi mà để cán bộ công nhân viên chức vi phạm khi tham gia giao thông trong máu trong người thở có nồng độ cồn xét cho cùng việc xử lý vi phạm có cố gắng đến đâu cũng chỉ là biện pháp đi sau điều quan trọng nằm ở ý thức trách nhiệm nêu gương kiên quyết nói không với rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông của từng cán bộ công chức Người có thu nhập bình quân đầu người một tháng dưới 2,25 triệu đồng ở khu vực nông thôn, dưới 3 triệu đồng ở khu vực thành thị, được xác định là người có thu nhập thấp. Đây là nội dung được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị sửa đổi trong nghị định số về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 đến năm 2025. Cụ thể, người lao động không thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo được xác định là người lao động có thu nhập thấp khi thuộc hộ gia đình Khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người trên tháng dưới 2,25 triệu đồng. Khu vực thành thị có thu nhập bình quân đầu người trên tháng dưới 3 triệu đồng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, đề xuất trên nếu được thông qua sẽ có phần thực hiện mục tiêu hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho khoảng 1 triệu người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Người lao động có thu nhập thấp phục vụ phát triển kinh tế xã hội của vùng địa phương. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã xác định nguồn vốn để hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng, trong đó có đối tượng là người lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên hiện nay, đối tượng người lao động có thu nhập thấp chưa có văn bản xác định cụ thể nên 48 địa phương đã được phân bổ kinh phí từ chương trình nhưng không thể thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động có thu nhập thấp. giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục xu hướng đi lên sau một tuần tăng giá mạnh và ổn định. Trong nước, giá vàng miếng giữ mốc ổn định, còn vàng nhẫn đắt kỷ lục gần 86 triệu đồng, tăng khoảng 2,4 triệu đồng một lượng sau một tuần. Trong nước, giá vàng miếng đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 86 triệu đồng một lượng. Ở chiều mua vào, giá vàng được niêm yết ở mức 84 triệu đồng một lượng còn vàng nhẫn ghi nhận đà tăng khoảng 2,4 triệu đồng một lượng trong tuần qua. Đà tăng khá cân xứng ở hai đầu sau dịch bán ra và mua vào. Tranh lệch mua bán có biến động nhưng không quá đáng kể. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 84 triệu, bán ra 85,3 triệu đồng một lượng. Doji duy trì mua vào 84,7 triệu, bán ra 85,7 triệu đồng một lượng. PNG neo ở mức cao, mua vào 84,7 và bán ra 85,7 triệu đồng một lượng. Bảo tín Minh Châu niêm yết ở mức mua vào 84,68 triệu, bán ra 85,68 triệu đồng một lượng. Phú Quý đang mua bán ở mức mua vào 84,85 và bán ra 85,85 ,85 triệu đồng một lượng.